Lâu lắm rồi mình không ra chỗ này. Bây giờ ra đây, có mấy con trâu đi vòng vòng ăn cỏ này các bạn. Có một con trâu mẹ đang đứng yên cho con trâu con nó bú. Con trâu con nó bú sữa quá chèn luôn, chắc là nó đang đói lắm rồi. Cái toilet màu hồng nó đi không coi đường, đụng như con trâu luôn rồi các bạn ơi. Nè các bạn ơi. À. Ui. Cái toilet này ở trong đây có mấy nhân vật game nữa nè. Có hai nhân vật này vẫn còn nguyên dạng tay chân, nhưng mà ở trong đây có một nhân vật đã bị xúc tay xúc chân cho hết rồi. Mình sẽ lắp ráp nhân vật này lại. Thế mình cái chân ép vô cái này, cho đeo vô cổ. Ủa, quay lại đúng rồi, như thế này. Cái này là cái đầu, vô đây. Ok, ngon lành này các bạn ơi. Vậy là bây giờ mình đã có được 3 nhân vật rồi. Cái toilet này xử lý như thế nào bây giờ? Có khi nào xung quanh đây vẫn còn Skibidi toilet? Bây giờ mình sẽ đi tìm. Phía sau mình là bờ sông. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đó. Vẫn còn nhiều rác như ngày nào các bạn ơi. Ở chỗ này có cái cây này nè. Các bạn để ý nha. Đây là cây mai dương á. Nó có rất nhiều gai. Nó đâm vô một cái là chảy máu luôn đó. Có một con quái vật đầu bồn cầu với một con quái vật đầu trái bi ở đây. Là nó bị siêu nhân đánh rớt ở đây, hay là tại vì bị người ta giục ở đây đây? Bây giờ mình sẽ đem nó về. Đây là trái bi đây. Còn đây là đầu bồn cầu. Nó bị lúng trong cát luôn rồi. Dính cát không à. Bây giờ mình sẽ đập cho nó hết cát. Ây da. Mình sẽ đập nó vô đây. Một cây súng. Hai cây súng. Hai cây súng này là mình mua về cho bé Bao chơi. Bây giờ mình sẽ đem ra thử sức mạnh với hai con quái vật lúc nãy. Quái vật tay dài chân dài, cái đầu hình trái bi này mình sẽ để lên cái cây này, xong rồi mình lấy cái súng mình bắn một phát xem cái nó rớt xuống không nha. Còn đây con quái vật này, quái vật đầu bồn cầu này mình sẽ để qua cái cây bên đây. Hai tay hai súng luôn nha các bạn. Quá đơn giản, một phát một là nằm một đống liền. Skibidi toilet khổng lồ. Hình như là quái vật cầu vồng. Sinh vật màu đỏ đỏ mà hồng hồng đó là quái vật cầu vồng. Quái vật cầu vồng đụng lộn không lại Skibidi toilet. Bây giờ mình sẽ đi tìm quái vật cầu vồng bị cùng một khoát rồi bay vô trong cái bụi cây này nè các bạn. Bụi cây này bự như vậy, biết đường đâu mà lặn. Thấy được một bộ phận này các bạn ơi. Đây nè. Đây là cái đầu. Cái đầu ngộ quá vậy. Cái đầu mà hai con mắt nó dài ra luôn. Chưa tìm được các bộ phận của quái vật cầu vồng mà bây giờ lại xuất hiện cái một cái con gì nè các bạn ơi. Có thể là do bị quái vật đầu lò đánh rớt xuống đây. Đây là giống con Pokemon đó vậy, mà chỉ còn một tay thôi. Bên tay bị mất rồi. Có đứng được không? À, vẫn còn đứng được nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái một cái tay bên phía bên kia để mà gáp lại nha. Đây là cái thân. Còn đây là hai tay. Còn bên kia là chân. Vậy là đủ rồi. Mình sẽ bắt đầu từ hai cái chân nha các bạn. Hai cái chân, xong rồi tới cái mình. Cái mình, xong rồi tới trên là cái đầu. Xong rồi, hai bên là hai tay. Một tay. Hai tay, ok. Các bạn biết cái này là gì không? Cái này mình mua về cho bé Bo. Nhưng mà sẵn ở đây, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây là 5 cái móng tay nha các bạn. Mình sẽ mở ra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ê, cái đây còn dính nữa nè. Bây giờ chúng ta đã có 10 cái móng tay. Ngồi ở đây ngắm cảnh, uống bò hút, thật là tuyệt vời luôn các bạn. Red Bull. Mình sẽ đeo vô. Ngón út nè. Ngón danh nè. Ngón giữa nè.
ngón trỏ nè, ngón cái nè, ừ, 5 ngón tay, 5 cái móng. Bên đây ngón gì, ngón này. Ây da, khó cầm quá. Ngón này, ngón này. Gậu. Bé Bo nhìn cái này là phái lắm luôn các bạn.